chúng ta cùng hiệp ý với nhau để chúng ta cầu nguyện trước khi nghe lời Chúa. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì ơn mà Ngài ban cho một buổi tối phước hạnh mà chúng con đến dưới bề chân Ngài. Chúng con đến trên đường dây để chúng con học mời Ngài. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Vì xin Chúa ban phước cho những người tôn vinh ca ngợi danh thánh Ngài. Ban phước cho những anh chị em chúng con cùng vào đây để tôn thờ Ngài và học mời Ngài và ngợi theo. Xin Chúa sức giàu trên tất cả quý ông bà anh chị em chúng con, trên thân thể, trên đầu, trên lỗ tai để chúng con nghe lời Ngài. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho mỗi chúng con để chúng con học biết lời Ngài và thêm chúng con, vì chúng con là những người yếu đuối, nhưng mà Chúa thêm đức tin, thêm sự mạnh mẽ chúng con để chúng con có sức mới, để chúng con có sự cầu nguyện và chúng con mạnh mẽ trong đức tin, trong danh quyền năng Chúa Giêsu. Giờ này con khai phóng quyền năng đó cho tất cả quý ông bà anh chị em được nghe lời Chúa và được thực hành làm theo những điều mà chúng con nhận được phước. Con cảm tạ Chúa rất nhiều. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, quý ông bà anh chị em chúng ta được phước không? Trước tiên tôi xin đề cập đến cái định nghĩa về cầu nguyện. À, chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. À, chúng ta có nhiều cái bài học để về cầu nguyện, nhưng mà cái bài này nó cũng là một cái nền tảng, nhưng mà nâng cao chúng ta biết rằng cái định nghĩa chung của cầu nguyện á, cầu nguyện theo định nghĩa chung mà người ta kêu là cầu nguyện là một hình thức tôn giáo, một nghi lễ thờ phượng giữa con người với đấng thần linh nào đó, và có nghi thức, có bài bản. Và chúng ta phải nghe cái định nghĩa về theo Kinh Thánh thì cầu nguyện không phải là ăn mài các cái ăn huệ của Chúa, mà cầu nguyện là tương giao với ba ngôi Đức Chúa Trời, thân kính như con với Cha và mật thiết như cành nho với cây nho. Thân kính như con với Cha là nền tảng trong Kinh Thánh, là thứ nhất Giăng đoạn 1 câu 3b. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 4 câu 5 nói rằng trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Câu thứ 5 là bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Và mật thiết như cành nho với cây nho mà trong Giăng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 7. Ta đặt câu 5 là câu 9 là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra đấm trái. Vì ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Bởi vậy nên khi chúng ta cầu nguyện không phải là một cái hình thức tôn giáo như cái định nghĩa chung, mà không phải một cái hình thức tôn giáo, không phải một cái nghi lễ thờ phượng mà của các tôn giáo khác, mà các tôn giáo khác người ta thờ phượng và có một cái nghi thức, có một cái bài bản. Chúng ta cầu nguyện nó không có đi theo một cái bài bản, vì chúng ta thường thường thấy có nhiều người người ta cầu nguyện với Chúa ở trong hội thánh đó. Cái này tôi không phải tóm xét, nhưng mà để chúng ta có một cái thay đổi cái sự cầu nguyện. Có nhiều người cầu nguyện giống như những cái bài học thuộc, mà người ta đọc thuộc những cái bài, khi nào nói đến cái người đó cầu nguyện là người ta cầu nguyện giống y chang vậy. Người ta chỉ thay đổi một cái vài từ nào đó thôi, còn ngoài ra mà người ta có một cái mẫu bài cầu nguyện. Như vậy là cầu nguyện không phải là người ta đã viết sẵn ra và học thuộc những cái gì cầu nguyện theo khung rộng, mà cầu nguyện phải có theo cái tâm linh của mình và theo cái ý mà mình cầu nguyện khi đó. Nó khác với những cái cầu nguyện chúng ta thường thường
chúng ta thấy đôi khi chúng ta thấy cả mục sư nữa, mục sư cầu nguyện giống nhau y chang nè. À, nói đến mục sư A thì cầu nguyện cái bài giống y như vậy, rồi cái mục sư B mà cầu nguyện cũng gần 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 giống như vậy. Thường thường như vậy thì chúng ta như vậy là cái cầu nguyện như vậy là nó không có đúng, nó không đúng với cái cầu nguyện tam danh Chúa Giêsu. Bởi vì có người cũng nói rằng tại sao vào trong đường dây hoặc là vào nhà thờ thì người ta xin điều này điều kia quá nhiều, ví dụ vậy. À, nó cũng không đúng, và vì cái cầu nguyện theo Kinh Thánh là cầu nguyện không phải đi đến Chúa, đi đến nhà thờ hay là vào đường dây cầu nguyện, chúng ta không phải là ăn mày ăn quệ của Chúa, mà cầu nguyện là tương giao với ba ngôi Đức Chúa Trời. À, tương sự tương giao đó thân kính như con với cha, và được giao thông với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, mà chính Ngài mà đấng trung bảo để cầu thay chúng ta cho Đức Chúa Trời. Và mật thiết như cành nho với cây nho, có nghĩa là Chúa nói rằng Chúa là gốc nho và các chúng ta là cái nhánh, mà ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra nấm cái, và ngoài ta ra thì các ngươi không hợp chi được. À, chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là đến với Chúa có một sự tương giao, đến với Chúa có một sự mà thân kính và mật thiết. Bây giờ chúng ta học qua cái làm thế nào để chúng ta cầu nguyện. Thì Chúa Giêsu phán trong cái bài học hôm nay là trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi cầu xin nơi cha, Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đó, tức là khi mà Chúa chưa vinh hiển á, thì Chúa dạy cho chúng ta rằng trong ngày đó, cái ngày mà chúng ta cầu nguyện á, cái giờ mà chúng ta đang cầu nguyện á, thì chúng ta không còn phải nói về Đức Chúa Trời nữa, mà cầu xin Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta cầu xin danh của Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi cầu nguyện chúng ta, những người mà Cơ Đốc nhân đã tin Chúa thì biết chắc rằng khi cầu nguyện thì chúng ta đều, sau khi kết thúc cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện trong danh hoặc là nhân danh, nói đúng ra thì nhân danh Chúa Giêsu Christ, rồi Amen. Tức là chúng ta cầu nguyện trong danh hoặc là nhân danh của Chúa Giêsu để cầu nguyện. Và trong đoạn Kinh Thánh này có hai lần nhắc đến là trong ngày đó. Trong ngày đó có nghĩa là cái ngày mà Chúa ở còn trong trần thế, mà trong ngày đó tức là Chúa chưa được vinh hiển trên thiên đàng, chưa ngồi vinh hữu Đức Chúa Trời, nhưng Chúa dạy chúng ta cái cách cầu nguyện mà cho đến ngày nay chúng ta hiểu. Ngày hôm nay, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta nhiều người cầu nguyện mà không xưng danh của Chúa Giêsu. Và chúng ta để ý, chúng ta biết rằng là mà như nhân chứng, những người mà nhân chứng Jehovah thì họ cũng là nhân danh mà những người tin nhận Chúa tin lành, nhưng mà Jehovah Witness chứ là họ cầu nguyện họ cũng không nhân danh Chúa Giêsu, mà họ nhân danh Đức Giê-hô-va thôi, là cầu nguyện trong danh của Chúa Đức Giê-hô-va đó. Thì đồng ý Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta học các bạn học hôm nay là chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Cái ngày mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta khi cầu nguyện chúng ta biết rằng Chúa phải đang hiện diện, và chúng ta cầu nguyện là phải cần có sự hiện diện của Chúa để Chúa dũ nghe và nhận lời cầu xin. Chúa phán rằng khi Chúa hiện diện thì mỗi khi chúng ta không cầu vắng điều gì hết. Quan trọng là không phải khi nào Chúa cũng hiện diện, mà Chúa hiện diện thì chúng ta không cầu cầu vắng điều gì hết. Vì sao? Chúa nói rằng ngày đó các ngươi không hỏi ta điều chi nữa, quả thật ta nói các ngươi, điều chi các ngươi cầu xin nơi cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Đó là khi mà Chúa còn tại thế, Chúa phán vậy. Vì 12 sứ đồ và các 500 người đi theo Chúa khi đó thì không có ai cầu xin, chỉ cầu xin Đức Giê-hô-va thôi, cầu xin Đức Chúa Trời, không có cầu xin Chúa Giê-xu. Vì khi đó Chúa Giê-xu chưa vinh hiển và người ta biết rằng Chúa Giê-xu làm những phép lạ, gọi người chết sống dậy, người mù được thấy, người mù được thấy, người điếc được nghe, những kẻ phun được sạch, nhưng mà
người ta không biết đó là Chúa. Cho nên khi người ta chưa nhân danh Chúa khi đó mà người ta cầu nguyện. Và Chúa dạy cái bài này không phải khi đó mà Chúa dạy ngay bây giờ chúng ta vậy. Chúng ta có nhiều người cầu xin đưa những cái nan đề ra cho trên đường dây đời sống mới cầu nguyện chẳng hạn, rồi trên hậu thánh để cầu nguyện, nhưng mà chúng ta chưa có cái đức tin, đủ cái đức tin rằng Chúa phải hiện diện khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin điều đó. Và Chúa nói rằng các ngươi phải nhân danh ta cầu xin điều gì hết, điều gì thì hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Và khi Chúa có giảng, khi còn là thế thì Chúa giảng thường thường hay giảng những cái ví dụ. Ví dụ như ví dụ người người mất đồng xu, rồi tìm được đồng xu để ăn mừng, rồi Chúa ví dụ 10 người nữ đồng trinh đó, 5 người có giàu, 5 người không có giàu, rồi Chúa ví dụ rất là nhiều về cái tăng ân người có Chúa ban cho một tăng ân thì là đem đi chôn giấu ví dụ vậy, người thường là mở ra đó, mà Chúa ví dụ rất nhiều. Nhưng mà ngài Chúa nói rằng ta đã dùng ví dụ nói cho các ngươi mọi điều đó, mà giờ đến khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu. Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân danh yêu mến ta tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Ta ra từ nơi cha đến thế gian, nay lìa bỏ thế gian đến cùng cha. Cho nên chúng ta biết khi cầu nguyện, vua Solomon đã xây cái đền thờ tại Jerusalem, và cái ngày mà dâng cái đền thờ thì ngài cầu nguyện, mà cầu nguyện mà cái bài cầu nguyện đó chúng ta cũng cũng tôi xin đọc cho quý vị nghe. Mà chi có thật Đức Chúa Trời ngự chung với mọi người trên đất ư? Kìa trời cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng thể chứa Chúa được thay, phương chi cái đền này tôi đã cắt. Do vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi ơi, hãy đốt hương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tới Chúa. Nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tới Chúa, cầu trước mặt Chúa. Ngày nay thì chúng ta biết rằng nhiều kẻ không biết cầu nguyện, hoặc là nhiều kẻ mình cầu xin chưa đủ, hoặc là mình phải nhờ người này người kia để cầu thay. Điều đó rất đúng chứ không có gì sai. Chúng ta chưa cầu nguyện trực tiếp với Chúa được thì chúng ta nhờ những tôi tớ Chúa, những người có ơn hơn để cầu nguyện. Thì Chúa trong cái câu kinh thánh mà Solomon nói vào vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đó thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tới Chúa, nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi Chúa, tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa và nguyện mắt Chúa ngày và đêm đó xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa hiểu nghe, phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa cầu khẩn trong cái hướng về nơi này, xin Chúa hiểu nghe, phải nơi nơi người của Chúa tại trên trần trời, xin Chúa hiểu nghe nhận lời và tha thứ cho. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải Chúa chỉ ngự ở đền thờ. Chúa ngự cái đền thờ, Chúa Đức Chúa Trời không có thể ngự chung với mọi người trên đất, vì vì trong Kinh Thánh tôi nói rằng các tầng trời cũng không thể chứa nổi được Chúa thay, phương chi cái đền thờ hoặc là tại tư gia của mình. Nhưng mà cái điều cầu nguyện quan trọng là cái điều cầu nguyện của mình có thấu được cái ngôi thiên ăn và cái cách như thế nào để chúng ta cầu nguyện được đấy mà được cái sự nhận. Hôm nay thì chúng ta học về chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu để trong cầu nguyện đó những cái điều mà cầu nguyện chúng ta trong danh của Ngài thì chúng ta được nhận, như cái bài hát của cô anh mới vừa ca ngợi đó. Chúng ta thấy rằng chỉ có danh Chúa Giêsu thì chúng ta mới làm được mọi việc, còn nếu không có danh Chúa Giêsu thì
chúng ta thấy rằng rất là khó. Khi chúng ta mở ra trang coi công vụ đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng trong các công vụ đoạn 3 từ câu công vụ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Trong cái buổi cầu nguyện giờ thứ 9 thì Vera với dân nơi đền thờ. Và đó có một người què lúc sinh ra hàng ngày người ta đem đặt ở cửa đền, gọi là cửa đền, đặng ăn mày những người vào đền. Và người ta thấy Phi-e-rơ và ông này thấy Phi-e-rơ và Giăng đi vào thì xin bố thí, và Phi-e-rơ và Giăng ngó trăm người rồi nói rằng hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bằng nhìn trăm hai người và tưởng rằng sẽ được chút gì, nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có ta sẽ cho ngươi. Đó, cái điều mà Phi-e-rơ và Giăng có đó là gì? Nhân danh Đức Chúa Giêsu Rích ở Nazareth hãy bước đi. Đó, cái điều của Phi-e-rơ và Giăng có. Ngày nay chúng ta có cái điều gì? Có điều gì trong danh Chúa Giêsu? Chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta làm, có nhiều người ở trong mang danh của Cơ Đốc nhân mà làm xấu danh Chúa, qua cái nếp sống, qua cái cách ăn ở, hoặc là qua những cái nếp sống đạo mà đối xử với người này người kia trong cái tình yêu thương nó không đúng. Tức là người đó làm xấu danh Chúa, không có danh Chúa ở trong người đó được. Làm sao chúng ta phải có danh Chúa Giêsu mà như Phi-e-rơ và Giăng nói rằng vàng và bạc thì ta không có, mà điều ta có ta cho ngươi, mà nhân danh ta cho cái danh của Chúa Giêsu ở Nazareth đó, hãy bước đi. Và Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững, và người nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ. Người vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời, và cả dân chúng thấy người bước đi ngợi khen Đức Chúa Trời, người ta nhận ra chính người đó mà người ăn mày ở cửa đền mà đặng xin bố thí. Và người ta đều ngỡ ngàng và sững sờ về việc xảy ra cho người. Người này đang cầm tay kia ra và dân chúng đó ngầm vào chạy đến người đó ở nơi cửa gọi là cửa Salomon. Chúng ta biết rằng khi cái người mù này mà cái người 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 què này mà bẩm sinh này đã 40 năm người ta đã khiêng đến để cái cửa đẹp để xin, thì có nhiều thầy thông giáo ra vào, và Phi-e-rơ và Giăng trước đó cũng ra vào, nhưng mà vì sao? Vì chưa có được sự thánh linh thăm viếng. Sau cái công vụ đoạn 2 ở trên phòng cao được Chúa thăm viếng thì Phi-e-rơ và Giăng khi đó mới có danh Chúa Giêsu ở trong mình, và người ta có danh Chúa Giêsu người ta mới ban cho cái danh. Quý vị như ví dụ quý vị và tôi muốn bố thí cho một người nào đó ví dụ, hay là muốn giúp đỡ một người nào đó thì chúng ta cần phải có tiền, đúng không? Chúng ta không thể nói ô để tôi giúp cho anh nhưng mà không có đồng bạc nào hết, làm sao giúp được? Tức là giúp ở ngoài đời tức là phải có tiền, hoặc là có một cái vật chất, có cái gì đó, có cái gì người ta cần cái gì đó thì mình phải có cái đó để giúp cho người ta. Thì ở trong Chúa cũng vậy, nếu chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta không có danh Chúa Giêsu mà chúng ta làm như thế nào đó trong cuộc sống mà chúng ta làm xấu danh Chúa Giêsu thì chúng ta đương nhiên là chúng ta không có danh, chúng ta làm hổ danh Chúa thì cũng thế nào mà có danh Chúa Giêsu được. Bởi vậy chúng ta phải có danh Chúa Giêsu ở trong mình thì chúng ta mới ban cho người ta danh Chúa Giêsu. Chúng ta có danh Chúa Giêsu thì chúng ta mới cầu thay cho người khác được. Chúng ta mới cầu, người ta yếu đuối người ta chưa cầu thể cầu cầu nguyện thẳng trực tiếp với Chúa được, mà người ta phải nhờ mình cầu nguyện, thì mình cầu nguyện phải có danh Chúa Giêsu ở trong mình mới có ban cho người ta được. Như dân mà Vera mà nắm tay hữu của người người què này để mà đứng dậy, mà việc đầu tiên người ta vào người ta đứng dậy được
mà người ta vào ca ngợi tôn vinh Chúa ngay tại đền thờ. 40 năm cái người què này ngồi trước cửa đền, chưa bao giờ vào đền thờ được, chưa bao giờ vào cái đền thờ. Và cái đền thờ của Solomon nó đẹp như thế nào của cái thời đó, mà chúng ta thấy trong những cái hình ảnh, trong cái phim ảnh, chúng ta cũng thấy cái sự tôn trọng, cái sự đẹp đẽ của cái đền thờ Solomon từ thời xưa nó như vậy. Nhưng mà người người què bẩm sinh này 40 năm chưa bao giờ, chỉ ngồi trước cửa đền, cửa đền thôi, chưa bao giờ đi vào trong cái cửa đền để thấy được cái sự vinh hiển của đền thờ, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong đó. Mà cảm ơn Chúa. Bởi vậy nên chúng ta phải làm thế nào để chúng ta cầu nguyện mà được Chúa nhận, mà có điều đó quan trọng. Vậy ở trong Chúa hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn. Đang là lời Chúa. Chúa nói rằng các ngươi chưa cầu nguyện gì hết thì bây giờ các ngươi hãy cầu xin đi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết thì hãy cầu xin đi. Các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của ngươi các ngươi được trọn vẹn. Tối hôm nay quý vị và tôi đang ở trong đường dây. Và quý vị nếu như ở trong Chúa mà quý vị chưa cầu xin điều gì hết. Tại sao chưa cầu xin? Từ trước giờ mình theo Chúa mấy chục năm hay là bao nhiêu năm đó, mình xin nhiều điều mong rồi chứ, và Chúa cũng nhận cho mình rồi chứ. Nhưng mà tại sao Chúa nói là chưa cầu xin điều gì hết? Đó. Có thể chúng ta cầu xin nhưng mà không phải cầu xin theo ý Chúa. Chúng ta cầu xin cho những cái nhu cầu của mình. Đó. Chúng ta cầu xin những cái điều mà chúng ta đang bệnh tật, cả chúng ta xin cho hết bệnh. Chúng ta cầu xin đang đi xa, xin được bình an. Chúng ta cầu xin cho con cái học hành đỗ đạt, hiếu kính cha mẹ, vân vân. Cầu xin những điều đó thì cũng tốt, đó là những điều mà Chúa cũng muốn như vậy. Nhưng mà thực tế ra chúng ta như vậy, chúng ta chưa phải cầu xin những cái điều mà đẹp ý Ngài. Như vậy thì chúng ta cầu xin thấy ý Chúa là làm sao để biết được ý Chúa. Chúng ta muốn biết được ý Chúa thì hàng ngày chúng ta phải đọc Kinh Thánh và phải hiểu Kinh Thánh, thực hành theo Kinh Thánh. Vì quyển sách luật pháp này chết xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì vậy ngươi mới được may mắn trong đường mình và mới được phước. Vậy ý Chúa là nằm trong lời Chúa. Chúng ta đọc mà chúng ta hiểu rằng ồ, đây là ý Chúa, mà ý Chúa nằm trong lời Chúa. Có nhiều khi chúng ta không thể nào mà hiểu ý Chúa được, nó không biết cái này có phải ý Chúa hay không, thì chúng ta phải ta xem Kinh Thánh hàng ngày, xem thử có phải đó là ý Chúa hay không. Đó. Cái câu 14 này, điều mà chúng ta dặn dĩ trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài sẽ nghe ta. Vậy nếu chúng ta không biết cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta. Nhưng chúng ta biết mình đã nhận bản điều gì mình xin Ngài. Trong cái thư thứ nhất của Giăng, đoạn 5 câu 14 của mình ta sẽ nói vậy. Có nghĩa là chúng ta từ trước đến nay có thể là chúng ta xin, nhưng mà xin theo ý của mình. Nhưng mà Chúa cũng vẫn vẫn nghe chúng mình, vẫn vẫn nghe chúng ta, vẫn cung cấp những điều đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà Chúa nói rằng các ngươi từ trước đến nay chưa xin điều gì thì bây giờ hãy xin đi, đó chính là xin theo ý Chúa chứ không phải xin theo ý riêng của mình nữa. Xin ý riêng của mình thì Chúa cũng cho, Chúa vẫn đáp ứng cái nhu cầu của đời sống chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng mà bài học hôm nay, sứ điệp ngày hôm nay, Chúa muốn nhắc chúng ta là chúng ta hãy xin theo ý Chúa. Như vậy chúng ta muốn theo Chúa để hầu việc Chúa thì hầu việc Chúa là ý muốn của Ngài. Vì trong Giăng đoạn 12 câu 26 nói rằng ai hầu việc ta, ắt cha ta tôn quý người. Hầu việc Chúa cần phải trang bị kiến thức, mà muốn trang bị kiến thức thì phải trả giá, phải đi học. Và hầu việc Chúa thì nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì hầu việc ở đó. Nhưng mà không phải là ai cũng vậy, là mục sư, là giáo sư, ai cũng phải là hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa có nhiều cách, nhiều cách.
Có nhiều người ở trong Chúa chỉ có mà một cái việc gì đó rất là nhỏ nhất ở trong Chúa thì cũng là hầu việc Chúa. Chúng ta phải nhớ cái điều đó, chứ không phải là hầu việc Chúa mà chúng ta phải làm những việc gì mà phải to tát lắm với hầu việc Chúa. Trong trong khi cầu nguyện thì chúng ta phải biết rằng cái đức tin của mình nó ở đâu, nó như thế nào. Đức Chúa Giêsu khi mà Đức Chúa Giêsu vỡ cây vả thì cây vả bị héo, và Đức Chúa Giêsu với các môn đồ thấy màn bạc và hỏi ngài thì ngài đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết và chẳng có những các ngươi làm được điều đó làm cho cây vả mà thôi, xong các ngươi biểu hồn núi này hãy cắt mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện các ngươi hẳn lấy đức tin, xin bất cứ việc gì hãy đều được cả đó. Chúa nói rằng xin bất cứ điều gì, và chúng ta biết rằng khi nãy chúng ta học là phải xin theo ý của Chúa. Khi khi Chúa Giêsu nơi thập tự giá, Chúa cũng xin cái điều đó, nhưng mà theo ý của Ngài chứ không phải theo ý của con. Tức là chúng ta xin bất cứ điều gì nhưng mà phải theo ý Chúa. Bởi vậy nên chúng ta phải có một cái đức tin. Và không phải trong cái định nghĩa của Hebrew đoạn 11 câu 1 rằng đức tin là biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong mà bằng cớ những điều mình chẳng xem thấy. Nhưng mà đức tin là gì? Là cái nhìn ở trong tâm linh. Đó là khi mà nhìn thấy điều gì ta được thành ở trong đời mình. Trước khi một cái giống như chúng ta muốn có một cái nhà mà muốn miếng đất không chẳng hạn, thì chúng ta muốn có một cái tòa nhà, đồng ý chúng ta không vẽ được xây dựng thì chúng ta không có vẽ được thiết kế thì chúng ta cũng phải nhờ kiến trúc sư, những người khác, nhưng mà chúng ta cũng phải nói cho kiến trúc sư biết được là mình muốn cái nhà mấy phòng, ví dụ vậy, rộng bao nhiêu. Thì cái người mà design đó, tức là người kỹ sư đó, họ mới vẽ kiểu, đúng không? Cho nên chi chúng ta phải có một cái ý tưởng trước, mà cái tòa nhà đó khi được trên cái bản vẽ thiết kế thì cái tòa nhà đó phải theo cái bản vẽ, theo cái ý của cái chủ nhà mà đã đưa ra trong cái thực tế. Bởi đức tin mà chúng ta phải vẽ trong cái tâm hồn ra một cái bản vẽ, chúng ta phải có khải tượng, mà cái khải tượng đó ở trong tâm hồn chúng ta. Và khi bản vẽ đó, có nghĩa là nếu chúng ta không có vẽ bản vẽ để đó thì không thể xảy ra. Và khi bản vẽ rõ ràng trong tâm trí thì dù chưa sự thật nhưng mà chúng ta biết rằng có bản vẽ thì chúng ta thực hiện được. Bởi vậy nên khi chúng ta trong đức tin chúng ta phải có khải tượng. Rằng nếu trong đời sống chúng ta không có khải tượng thì chúng ta không thể nào cầu xin cái việc gì mà bất ngờ được. Chúng ta phải đi theo một cái khải tượng của Chúa để chúng ta biết được trong cái đời sống chúng ta xin được những vấn đề gì. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta đừng có xin cái gì mà cái giá thành quá cao. Giá thành quá cao, chúng ta phải hiểu vậy. Tức là chúng ta phải biết được cái sức của mình. Chúa sẽ đáp ứng lời cầu xin của chúng ta cao hơn cái sự chúng ta cầu xin và suy tưởng. Nhưng chúng ta phải đừng có đòi hỏi Chúa đáp ứng lời với cái giá thành quá cao. Chúng ta mà nhớ rằng khi Chúa trả lời cầu nguyện thì không cần phụ thuộc vào ta, nhưng thường thì trả lời qua chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2 là làm thế nào để nhận sự đáp lời. Chúng ta có bốn điều cần thiết khi cầu nguyện. Khi thứ nhất là khi cầu nguyện chúng ta phải biết tin rằng là mình đã nhận được. Cái thứ hai là khi cầu nguyện chúng ta phải tha thứ kẻ xúc phạm mình. Và thứ ba là khi cầu nguyện chúng ta phải bền lòng đừng chán nản.
Và cái thứ tư là khi cầu nguyện hãy nhiệt thành và hết lòng. Bốn cái điều này nghe thì mới nghe thì dễ vậy, nhưng mà rất là khó, chứ không phải dễ. Khi cầu nguyện mà nó tin mình đã nhận được đó, là có cái sự khi mà nhận, nghĩ mình đã nhận được, tức là mình đã có một cái sự vâng phục. Ví dụ như những 10 người phụng đến với Chúa Giêsu thì Ngài phán rằng hãy đi tỏ mình trước thầy tế lễ. Chứng tỏ là khi đó người phụng đó chưa được sạch, nhưng mà họ biết vâng phục, họ đi, tức là khi đi nó mới sạch, phụng mới sạch. Chúng ta chú ý cái điều đó. Chúng ta đọc bài đọc Kinh Thánh đó để chúng ta thấy được cái người phụng được sạch có nghĩa là người ta tin mình đã nhận được, và mình tin đã nhận được thì phải có sự vâng phục. Cái điều đó rất là khó, chứ không phải là dễ. Thứ hai mà chúng ta cầu nguyện phải tha thứ người xúc phạm mình, điều này cũng khó. Có nhiều người tha thứ thì có tha thứ chứ phải không, nhưng mà ở trong cái sâu thẳm của trái tim mình đó, vẫn còn chưa tha thứ. Ví dụ như có một người nào đó xúc phạm mình, nói một cái điều gì đó mà giống như là có thể gọi là mình nói cái câu mà người đời mà sao vua ăn gió hạ đó, có nghĩa là nói những cái điều mà mình không có, thì bắt đầu mà mình phải giận dữ chứ, mình giận dữ nó. Nhưng mà rồi cái có thể là người đó họ tha thứ mình trước, hoặc là mình có thể tha thứ họ, nhưng mà cái tha thứ đó có thể là tha thứ nhau rồi, nhưng mà cái trong sâu thẳm của trái tim người ta vẫn chưa tha thứ. Mà cái chứng nhất là những người mà xúc phạm đến mình. Cái nền tảng của trang Mác đoạn 11 câu 26, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: hãy có đức tin với Đức Chúa Trời, quả thật ta nói với ngươi, ai biểu hồ núi này phải cắt mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng đức tin, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó thành cho. Bởi vậy ta nói với ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho ngươi. Đầu tiên là mới xin, nhưng mà tin đã được. Khi các ngươi cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, hãy xin thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho ngươi. Đó. Cái điều này á, nó vậy mà khó. Chúa Giêsu cũng phán vô một chỗ khác là nếu đem cuộn lễ đến thì phải để cuộn lễ tại bàn thờ đó về, tha thứ cho người đó rồi mới trở lại với dân cuộn lễ. Cho nên gì chúng ta rất là khó. Thực tế là chúng ta có nhiều người cũng tha thứ, nhưng mà cái tha thứ không phải là mà không phải là 70 lần 7, không có tha thứ hoài, một hai lần cũng đã quá nhiều. Và có nhiều người họ nói tôi đã tha thứ, nhưng mà thực tế ra họ nói tha thứ nhưng mà trong cái lòng họ cũng còn cái cay đắng đó, cũng còn cay đắng buồn giận. Cho nên cái tha thứ nó vậy mà khó, chứ không phải là dễ đâu, không phải dễ. Mà nếu chúng ta tha thứ được thì những người xúc phạm đến mình, thì chúng ta cầu nguyện mới, cái lời cầu nguyện nó mới được nhận. Khi cầu nguyện phải bày lòng đừng chán nản. Trong Luca 11 câu 9 thì hãy xin sẽ được ban cho, hãy tìm sẽ gặp, sẽ gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng mà cầu nguyện phải bày đổ. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện chớ hề mỏ mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết. Trong thành cũng có một người đàn bà gióa đến thưa cùng quan rằng: xin xét lại công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy đã từ chối đã lâu xong, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, xong người đàn bà này đến quấy rầy ta sẽ xét lại công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Ý cái đoạn Kinh Thánh này nói rằng cái quan án này
không kính sợ Đức Chúa Trời. À, mà xét cái công bình cho cái người nữ nàng là cũng không đúng, nhưng mà vì sự quấy rầy, ý là chúng ta cầu nguyện phải bền đổ và đừng chán nản. Nên Chúa Giêsu nói rằng lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét đãi công bình cho người đã được chọn và kẻ ngày đêm đã kêu xin Ngài mà Ngài chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói của người, Ngài sẽ vội vàng đến để xét đãi công bình cho họ, xong khi con người đến hắn sẽ thấy đức tin trên mặt đất che. Chúng ta thấy cảm ơn Chúa vì đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện có bền đổ. Khi cầu nguyện hãy nhiệt thành và hết lòng trong nền tảng của Gia Cơ đoạn 5 câu 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và hãy cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có minh nghị gì. Và chúng ta phải cầu nguyện một cách nhiệt thành và hết lòng. Cho nên vì ngay cả cái việc cầu thai thì chúng ta khi những người có nan đề mà chúng ta cần phải cầu thai thì không phải cầu thai ở trên đường dây hay là một lần thì chúng ta sao? Chúng ta phải nhớ ghi xuống những người đó và cầu thai cho họ ít nhất cũng phải là suốt trong một tuần thì cái sự cầu thai đó mới có sự minh nghiệm. Nè. Cho nên vì Chúa có nói rằng hầu cho những người muốn bệnh bệnh thì người không bệnh và lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có minh nghiệm gì. Cảm ơn Chúa mà khi chúng ta ở trong đường dây thì chúng ta có cái nhu cầu cầu nguyện. Có nhiều người nói rằng không phải vào đây mà để cầu nguyện xin ân huệ của Chúa, điều đó là sai. Chúng ta đương nhiên chúng ta nghe lời Chúa nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những cái nhu cầu, chúng ta cần phải cầu nguyện. Vì thế chúng ta có bài học này không phải là để cho những người có ơn cầu nguyện, nhưng mà chính chúng ta cũng phải có cái đức tin để cầu nguyện như vậy. Mỗi người chúng ta đều phải có cái đức tin để cầu nguyện và đồng thời chúng ta cũng trở thành những người cầu thay cho những người khác, những người mới tin Chúa hoặc là những người mà họ chưa hiểu cái ý nghĩa của cầu nguyện thế nào thì chúng ta cũng cầu thay cho người khác. Nè. Vậy bây giờ chúng ta ứng dụng là trong cái bài học ngày hôm nay thì câu hôm bảy nói rồi, chính cha yêu thương các ngươi nhân nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến, ta ra từ nơi cha mà đến thế gian, nay người bỏ thế gian về cùng với cha. Khi Chúa vinh hiển thì Chúa ngồi vinh hữu của Đức Chúa Trời và trong Kinh Thánh đã chép là Chúa muốn cầu thay cho chúng ta và chúng ta cũng khi cầu nguyện cho Chúa là đấng trung bảo thì chính Chúa Giêsu mà danh của Chúa Giêsu là danh trên mọi danh. Khi nghe danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất đều phải quỳ xuống mà xưng 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 Ngài là Chúa. Có vẻ nên chúng ta cầu nguyện mà chúng ta phải cầu nguyện trong danh của Chúa và chúng ta tin những lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nhận và chúng ta tin rằng khi cầu nguyện mà Chúa hiện diện để Chúa nhủ nghe những lời cầu nguyện chúng ta và Chúa rất là thương yêu quý vị và tôi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban cho con độc sanh của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà có sự sống đời đời. Vì chúng ta cái câu này đương nhiên là câu gốc và chúng ta khi chúng ta tin thì chúng ta biết chắc rằng Chúa ở trong chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta biết chắc rằng Chúa nhận lời của chúng ta để cầu xin những cái điều đó. Vậy quý vị và tôi hãy trao mọi điều mong ước bằng tâm cho Ngài. Hãy trang phi thứ nhất đoạn 5 câu 7, mà hãy trao mọi điều ngon ngắn mình cho Ngài và Ngài hay săn sóc anh em. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 8, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có những gánh nặng mà chúng ta có một người nào
À, chúng ta trao được cái gánh nặng gánh đỡ cho chúng ta thì chúng ta thấy thật là nhẹ nhàng. Quý vị và tôi có những cái gánh nặng nào trong cuộc đời, hãy phó thác mình cho Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện và trao một điều đó cho Ngài và quý vị. Buổi tối hôm nay quý vị sẽ học được lẽ thật này, quý vị sẽ được thanh thản nhẹ nhàng khi Chúa đến, vì Chúa sẽ đến và giải phóng cái tâm linh quý vị. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 3 nói về Chúa đã bẻ cái ách của chúng ta mà, cái roi đánh trên vai của chúng ta, cái gậy của kẻ hà hiếp, như ngày của Maria là ngày chữa, ngài đã chữa lành mọi bệnh tật về thuộc linh cũng như thuộc thể, ngài đem lại sự bình an thật cho một con người. Chúng ta hiệp ý nha, chúng ta cầu nguyện để là kết thúc và cũng khai phóng cái bài học hôm nay trong cái sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ vừa qua chúng con học về bài thật mà chúng ta cầu nguyện, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Và không phải là chúng con chỉ đọc cái danh của Chúa Giêsu ở trên môi miệng của chúng con không, mà chúng con biết rằng cái danh đó mà chúng con đang sống với danh của Ngài. Chúng con đang làm việc và bất cứ khi nào đi đứng nằm ngồi chúng con cũng biết rằng danh Chúa ở trong chúng con, mà danh trên mọi danh, mà năng quyền ở trong chúng con. Và chúng con sống như thế nào không để hổ danh Ngài, và chúng con có danh Ngài thì chúng con mới ban danh Ngài ra cho những người khác, và những người khác nhận được cái sự đó, chúng con trở thành một nguồn phước để cho người khác thấy rằng danh quyền năng của Chúa Giêsu. Giờ này trong danh Chúa Giêsu ở Nazareth, con cầu nguyện khai mở quyền năng thiên thượng của Ngài, hầu cho những ai có đức tin đều nhận lãnh được cách cầu nguyện trong danh quyền năng Chúa Giêsu. Ngài là Chúa của muôn Chúa, là vua của muôn vua, Ngài là đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là đấng thành tín, và trong những lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh không có việc gì khó quá với Ngài. Vì xin Chúa khai phóng quyền năng để Ngài, chúng con khi chúng con đưa tay lên cầu nguyện thì Ngài nhủ nghe và làm thành những điều chúng con cầu xin trong ý thánh quyền năng của Ngài. Chúng con cầu nguyện để cái linh tha thứ cho chúng con, để khi chúng con những ai vấp phạm, xúc phạm, chống nghịch từ chúng con thì chúng con cũng tha thứ người đó 70 lần 7. Chúa ơi, chúng con buộc tha thứ những người xúc phạm đến chúng con. Chúng con hiệp nhau đây để cầu nguyện xin Chúa thánh hơn hầu thánh Chúa. Xin Chúa mở nới rộng đường dây cái đời sống mới của chúng con, để nhiều người biết đến, để nhiều người đến cầu nguyện và được chữa lành. Chúa ơi, cũng cảm ơn Ngài, để nhiều người biết về Chúa Giêsu mà đấng quyền năng và tin nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống mình. Chúng con cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em trên đường dây, những người thân trong gia đình chưa tin nhận Chúa Giêsu thì giờ này và sắp đến cũng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, để chúng con công bố với Chúa rằng ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban phước cho đường dây của chúng con, những phép lạ cặp theo bài giảng để danh Chúa được tôn cao vinh hiển. Nguyện xin Chúa đổ cơn thánh hưng cho tất cả các hội thánh mà chúng con thờ phượng. Chúng con khao khát Ngài với tấm lòng trong sạch, vâng phục lời Ngài để cứu nhiều linh hồn hư mất trở về với nguồn cội, trở về thờ phượng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài và con thành tâm hiệp ý trong sự cầu nguyện trong danh quyền năng Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái, tay khi thất bại, giữa đường những lúc sâu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lì phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên.
ngày nào cũng rộng không em, để anh tựa những khi muôn phiền. Có bờ vai nào đủ rộng không để anh gửi nhé khi đắng lòng, để anh mỉm cười những lúc sâu đông. Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào thật bình yên để bao sầu đắng tan biến dần, để anh một lần xiết lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, dừa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoan trường, ai người lặng hương mang bao lý phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, dừa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao ly phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.